một chiếc ghế với tính năng điều khiển giọng nói và trị liệu xương khớp. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video giao ghế massage của team Chu Quang Huy. Và ở video ngày hôm nay, xin mời mọi người xem quá trình giao mẫu ghế massage FC379 của team như thế nào nhé. Hiện tại thì bên mình đã có mặt ở nhà khách hàng và đã đập hộp xong chiếc ghế massage FC379 và siêu phẩm ghế massage của Fujicare FC379 sẽ là món quà sức khỏe và tinh thần tuyệt vời dành tặng cho ba mẹ, những người thân yêu hay là những chính bản thân mình một ngày sau những ngày làm việc mệt nhoài, và được trang bị công lăn massage hiện đại cùng với các tính năng ưu việt. Ghế massage FC379 sẽ là liều thuốc thần kỳ giúp người dùng thư giãn, tái tạo năng lượng và làm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hôm nay là một ngày sinh nhật của bác gái, đây là các anh chị đã cùng nhau mua tặng một món quà chăm sóc sức khỏe dành tặng cho bác mẹ của mình. Đó, thì là FC379 ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng khó phai nhất. Thì chính có lẽ vì lý do này mà Fujicare đã rất ưu ái và chỉn chu trong thiết kế của sản phẩm. Và ghế massage FC379 được đầu tư từ những chi tiết nhỏ nhất, từ những mũi kim khâu, từ việc sử dụng chất liệu da PU cao cấp, thân thiện với làn da giúp cho người sử dụng, và đặc biệt là cách phối hợp màu sắc rất là tinh tế. Sự kết hợp hài hòa giữa hai màu sắc tưởng như là đơn giản, trắng và lâu, tạo nên một tổng thể sản phẩm chỉn chu, nhẹ nhàng và thanh lịch, thì phù hợp với những khách hàng yêu cái đẹp từ sự giản đơn, từ đồ nội thất cho đến phong cách trang trí nhà. Và tuy vậy thì FC379 vẫn có thể tạo điểm nhấn thu hút ở nhiều không gian khác nhau. Đó, thì công nghệ massage hiện đại đúng xu hướng. Nếu chỉ đẹp về mặt hình thức thì chắc chắn không chỉ chiếc ghế massage 379 đã không được săn đón nhiều đến như vậy, mà điểm thực sự khiến cho chiếc ghế này luôn đứng top đầu trong những chiếc ghế bán chạy nhất và công nghệ mà nó mang lại cho trải nghiệm người dùng. Đó, hệ thống con lăn linh hoạt, công nghệ điều khiển bằng giọng nói rất là thông minh và rất là nhạy bén. Đó, với công nghệ massage hiện đại bậc nhất thì hệ thống con lăn linh hoạt, mềm mại, có khả năng tác động sâu vào từng điểm đau trên cơ thể của người dùng, và các con lăn sẽ di chuyển lần lượt từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân, ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể, nhẹ nhàng xóa tan mọi cơn đau. Và với chiếc ghế đa lăng đáp ứng đa dạng nhu cầu, thì khi mà bạn cần một chiếc ghế massage để trị liệu hay đơn thuần là thư giãn, thì dù nhu cầu của bạn là gì, ghế massage 379 đều có thể đáp ứng trọn vẹn. Được trang bị tới 10 bài tập tự động khác nhau, và cùng với trang bị lên tới 3 mức độ riêng biệt, như là ghế massage FC379 thì phù hợp với mọi đối tượng, từ người già, trẻ nhỏ đến thanh niên và vận động viên hay là những người lao động nặng, cùng với các động tác massage đa dạng như là đấm, bóp, miết, nhào và lặn, ghế massage FC379 giúp mỗi bộ phận trên cơ thể đều được thư giãn tối đa với các bài tập massage chính xác đến từng điểm đau. Đó, thì FC379 đều đặn giúp cải thiện các chứng đau xương khớp. Khi mà mình sử dụng đều đặn thì sẽ giúp cải thiện và hỗ trợ cải thiện bệnh căn bệnh mất ngủ tiền đình, hay là giúp người dùng tự tin hơn, tận hưởng cuộc sống hơn rất là nhiều. Đó, bạn nhân viên thì đang hướng dẫn cho bác gái để sử dụng bảng điều khiển của chiếc ghế massage FC379 và chinh phục người dùng với hàng loạt tính năng hiện đại nhất. Thì ghế massage FC379 may mắn được kế thừa những ưu điểm tốt nhất của các dòng ghế massage trước, và đồng thời ưu ái tích hợp thêm nhiều tính năng hiện đại. Và FC379 còn có thêm tính năng điều khiển giọng nói rất là nhanh nhạy, giúp cho người dùng chúng ta chỉ cần đọc những câu khẩu lệnh ở đằng sau, mặt sau của bảng điều khiển, thì nó sẽ vào bài tập, và theo ý thích các bài tập mà mình muốn thì mình chỉ cần đọc ra thì ghế sẽ tự động vào các bài tập đó. Và với mẫu ghế massage 379 hiện nay thì đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn với mức giá đang được rất là ưu đãi. Nếu như mọi người quan tâm về cái mức giá của chiếc ghế FC379 này thì có thể liên hệ với bên mình theo số hotline
1900 866 685, hoặc để lại bình luận ở YouTube hay là fanpage. Chú Hoàng Huy sẽ được các bạn chuyên viên tư vấn hướng dẫn cho mọi người. Và sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video lần sau. Xin chào.